Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối thứ tư ngày 6 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Chương trình Thời sự hôm nay sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Thành Đô làm việc trực tuyến với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam và Cơ quan Phát triển Pháp AFD tại Việt Nam để trao đổi thống nhất ngày khánh thành hành trình tham quan tìm hiểu lịch sử Điện Biên Phủ và chương trình chuyến thăm của đoàn công tác tỉnh Điện Biên tại Pháp. Đoàn giám sát chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh họp lấy ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động xét xử án hình sự, thi hành án hình sự dân sự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2024 sau khi thực hiện giám sát tại các đơn vị. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc trực tuyến với ông Oliver Broche, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam và Cơ quan Phát triển Pháp AFD tại Việt Nam với nội dung trao đổi thống nhất ngày khánh thành hành trình tham quan tìm hiểu lịch sử Điện Biên Phủ và chương trình chuyến thăm của đoàn công tác tỉnh Điện Biên tại Pháp. Theo đó, về nội dung bảng thông tin biển chỉ dẫn hành trình tham quan tìm hiểu lịch sử Điện Biên Phủ, hiện nay đã lắp đặt 39 trụ móng, 225 mốc xứ, trong đó 19 trụ móng bảng thông tin, 20 trụ móng biển chỉ hướng, lắp đặt 225 con mốc xứ dẫn đường tại vỉa hè các tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Công Chất, Hoàng Văn Thái, Phạm Văn Đồng và di tích đồi A1. Hiện nay, Cơ quan Phát triển Pháp AFD tại Việt Nam đã thực hiện in ấn, lắp ráp hoàn thiện 16 bảng thông tin, 19 biển chỉ hướng và dự kiến vận chuyển lên Điện Biên vào ngày 15 tháng 11 năm 2024, dự kiến hoàn thành lắp đặt trước ngày 20 tháng 11 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp với các đơn vị có liên quan và chỉ đạo các đơn vị thi công các trụ móng bảng thông tin, biển chỉ hướng, dự kiến hoàn thành trước ngày 15 tháng 11 năm 2024. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi thống nhất ngày tổ chức hội thảo và khánh thành hành trình tham quan tìm hiểu lịch sử Điện Biên Phủ vào ngày 23 tháng 11 năm 2024, thống nhất chương trình chuyến thăm của đoàn công tác tỉnh Điện Biên tại Pháp. Sáng nay, đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp lấy ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động xét xử án hình sự, thi hành án hình sự dân sự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2024. Sau khi thực hiện giám sát tại các đơn vị, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, các huyện Mường Ảng, Điện Biên Đông và thành phố Điện Biên Phủ, đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Theo báo cáo kết quả giám sát, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động xét xử án hình sự, thi hành án hình sự, dân sự trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2024 cho thấy các cơ quan tư pháp đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của ngành, chỉ tiêu của Trung ương giao. Hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng, thi hành án trên địa bàn tỉnh được Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp tăng cường hoạt động kiểm sát theo đúng quy định của pháp luật, chú trọng phát hiện vi phạm, kháng nghị, kiến nghị, khắc phục những vi phạm pháp luật, sai sót trong xét xử hình sự. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, thi hành án, các cơ quan có liên quan đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xét xử các vụ án hình sự, thi hành án hình sự. Giai đoạn 2021-2024 đã thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm trên 3.680 vụ, 4.360 bị cáo. Tòa án đã xử lý giải quyết gần 3.680 vụ, 4.350 bị cáo. Tham gia ý kiến tại cuộc họp, các thành viên đoàn giám sát cơ bản nhất trí với nội dung kết quả được tổng hợp tại dự thảo báo cáo. Một số ý kiến đề nghị sửa đổi về thể thức văn bản cho phù hợp như bố cục, câu từ, cần đánh giá chi tiết một số nội dung kết quả giám sát, các nội dung kiến nghị đề xuất. Kết luận cuộc họp trên cơ sở các ý kiến tham gia, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Giàng Thị Hoa thống nhất và tổng hợp nội dung giao bộ phận chuyên môn tiếp tục hoàn thiện báo cáo trong thời gian sớm nhất. Hôm nay, đoàn công tác Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài do ông Trần Phú Cường, trưởng ban Ban điều phối Viện trợ Nhân dân Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm đánh giá tình hình hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Tỉnh Điện Biên hiện có 14 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có giấy đăng ký và triển khai hoạt động với trên 60 chương trình dự án, phi dự án.
Các chương trình được triển khai tại 10 trên 10 huyện, thị xã, thành phố, chủ yếu ở các lĩnh vực như y tế, giáo dục, nông nghiệp và phát triển nông thôn, phòng chống mua bán người. Thảo luận tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác và đại diện lãnh đạo các sở ngành của tỉnh đã trao đổi, làm rõ thêm những khó khăn vướng mắc cũng như đưa ra một số đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả triển khai các dự án do các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ. Tại buổi làm việc, ông Trần Phú Cường, trưởng đoàn công tác Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đánh giá, công tác quản lý, vận động viện trợ đối với các tổ chức phi chính phủ ở Điện Biên được triển khai chặt chẽ và nghiêm túc, đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục ưu tiên quan tâm công tác xúc tiến, thúc đẩy, tận dụng tối đa các nguồn lực vận động viện trợ đối với những lĩnh vực tỉnh cần đầu tư. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Đức Toàn đánh giá cao sự viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí mong muốn Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tiếp tục quan tâm giới thiệu các tổ chức có lĩnh vực hoạt động phù hợp, có đầy đủ tư cách pháp nhân đến triển khai hoạt động trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung mở rộng phạm vi của các dự án hỗ trợ sinh kế để giúp người dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Hôm nay, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Mùa A Vàng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15 làm tổ trưởng, đã tiếp xúc cử tri xã Sa Dung, huyện Điện Biên Đông. Tại buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thông báo tới cử tri xã Sa Dung về kết quả kỳ họp thứ 16 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15 vừa được tổ chức từ ngày 4 tháng 11 vừa qua, với 14 nghị quyết quan trọng đã được thông qua và dự kiến chương trình kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã lắng nghe tiếp thu nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri xã Sa Dung, chủ yếu liên quan đến các vấn đề như đẩy nhanh tiến độ thi công khu tái định cư bản Mường tỉnh A, sửa chữa các tuyến đường liên bản bị hư hỏng sau mùa mưa, vấn đề chi trả dịch vụ môi trường rừng tại một số bản chưa kịp thời. Thay mặt tổ đại biểu, đồng chí Mùa A Vàng đã tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri và làm rõ thêm một số nội dung cử tri quan tâm, ghi nhận các vấn đề cử tri phản ánh kiến nghị để tổng hợp gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và trả lời tại kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 15. Chiều nay, đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên lần thứ tư năm 2024. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh nhằm tổng kết và đánh giá tình hình thực hiện chính sách dân tộc, tôn vinh những đóng góp của các dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế xã hội và đề ra phương hướng phát triển trong giai đoạn tới. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của các ban ngành và địa phương trong công tác chuẩn bị từ cơ sở vật chất, nội dung chương trình đến công tác an ninh tuyên truyền. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị có liên quan cần đẩy nhanh tiến độ các hạng mục chuẩn bị, đảm bảo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh trật tự và truyền thông về đại hội. Tiếp tục chú trọng đến công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò trách nhiệm trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Cùng với đó, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ để đảm bảo đại hội diễn ra thành công, tạo dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân và khẳng định sự đoàn kết giữa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên lần thứ tư sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 11 năm 2024. Sáng nay, đoàn đại biểu Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Udom Say nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Sổm Vẳng Say Nhạ Tị, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Udom Say làm trưởng đoàn, đã có buổi hội đàm với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên. Tại buổi hội đàm, Viện Kiểm sát Nhân dân hai tỉnh đã báo cáo khái quát về tình hình kinh tế xã hội, chức năng và hoạt động của Viện Kiểm sát Nhân dân hai tỉnh, kinh nghiệm về công tác đấu tranh tội phạm, đặc biệt đánh giá những kết quả hợp tác trong công tác tương trợ tư pháp về hình sự giữa Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Điện Biên và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Udom Say. Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được thời gian qua, hai bên đã thống nhất thỏa thuận thực hiện một số nội dung trọng tâm, gồm thống nhất tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Viện Kiểm sát Nhân dân hai tỉnh Điện Biên và Udom Say trên cơ sở biên bản ghi nhớ đã ký giữa Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hai nước Việt Nam-Lào. Tiếp tục thực hiện cơ chế trao đổi thông tin theo sự chỉ đạo của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hai nước, tăng cường phối hợp trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm về ma túy, buôn bán người và tương trợ tư pháp về hình sự trên cơ sở thỏa thuận tương trợ tư pháp về hình sự giữa hai nước đã ký ngày 9 tháng 1 năm 2020. Sau cuộc hội đàm, Viện Kiểm sát Nhân dân hai tỉnh Điện Biên và Udom Say đã ký kết biên bản ghi nhớ.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay tổ chuẩn bị dự thảo báo cáo về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tổ chức hội nghị cho ý kiến vào dự thảo báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2020-2025 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030 phục vụ xây dựng báo cáo chính trị đại hội lần thứ 8 Đảng bộ thành phố. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi về các nội dung có liên quan đến bố cục câu từ trong công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, dân vận, nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí và cải cách tư pháp, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, hoạt động của các tổ chức hội quần chúng, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, những kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2025-2030. Kết luận hội nghị, Thường trực Thành ủy đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu tham dự hội nghị, đồng thời yêu cầu Văn phòng Thành ủy tổng hợp tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu để bổ sung hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị. Chiều nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giữa hội và hai cơ quan báo chí của tỉnh, gồm báo Điện Biên Phủ và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, giai đoạn 2024-2029. Thực hiện chương trình công tác giai đoạn 2019-2023, các cơ quan báo chí của tỉnh đã tích cực nâng cao vai trò vị thế của Hội Chữ thập đỏ trong các hoạt động nhân đạo. Nhiều phong trào, cuộc vận động do hội phát động đã thu hút ngày càng nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tham gia, như phong trào Tết Nhân Ái, Tháng Nhân Đạo, cuộc vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, dự án Ngân hàng Bò, góp phần thúc đẩy phong trào người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện, ngành ngành làm việc thiện trên toàn tỉnh. Về chương trình phối hợp công tác giữa Hội Chữ thập đỏ tỉnh và hai đơn vị báo chí giai đoạn 2024-2029, các đại biểu đã thống nhất và ký kết thực hiện một số nội dung, trong đó tập trung phối hợp tuyên truyền trong công tác xã hội và trợ giúp nhân đạo, phối hợp thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động do các cấp Hội Chữ thập đỏ phát động. Chiều nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Điện Biên năm 2024. Là lần thứ 3 được tổ chức, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Điện Biên năm 2024 có chủ đề khơi dậy khát vọng, cống hiến, phát triển đất nước, góp phần xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam. Được triển khai tới các em học sinh từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Thời gian vòng sơ khảo cuộc thi từ ngày 1 tháng 5 năm 2024 đến ngày 10 tháng 6 năm 2024, ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 1.460 bài dự thi và 13 video clip của 45 trường từ cấp tiểu học tới trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 2 giải tập thể, 66 giải cá nhân, gồm 3 giải nhất, 6 giải nhì, 12 giải ba, 30 giải khuyến khích và 15 giải chuyên đề. Đồng thời lựa chọn 6 bài dự thi xuất sắc nhất cuộc thi gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia vòng chung kết cuộc thi toàn quốc tại Hà Nội. Kết quả đạt 1 giải khuyến khích và 1 giải dành cho video dự thi ấn tượng nhất. Nhân dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng giấy khen cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và tham gia cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Điện Biên năm 2024. Hôm nay, Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất huyện Điện Biên Đông tổ chức bàn giao đường điện sinh hoạt khu tái định cư trung tâm hành chính xã Tỉa Dình. Khu tái định cư trung tâm xã Tỉa Dình thuộc dự án di dân vùng có nguy cơ sạt lở đất tại bản Tỉa Dình, xã Tỉa Dình. Đường điện sinh hoạt khu tái định cư xã Tỉa Dình được khởi công xây dựng từ tháng 7 năm 2023. Sau 6 tháng thi công đến tháng 1 năm 2024, dự án đã hoàn thành. Dự án có tổng mức đầu tư là 3 tỷ đồng, gồm một trạm biến áp 160 kV/A, hơn 300 mét đường dây trung thế 35 kV, 1,7 km đường dây hạ thế, 46 cột điện, gần 90 công tơ điện và hệ thống đèn chiếu sáng dài gần 2 km. Sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, dự án sẽ phục vụ cung cấp điện cho khu hành chính của xã và để gần 100 hộ dân có điện chuẩn bị cho việc xây dựng các công trình tái định cư mới. Ngày 4 tháng 11, Công an tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với Công an huyện Mường Sỉnh, tỉnh Luông Nậm Thà, Lào, bắt giữ thành công 2 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy khi đang lẩn trốn tại Lào. 2 đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Lán Nương thuộc huyện Mường Sỉnh, tỉnh Luông Nậm Thà, Lào,
là Tòng Văn Phanh sinh năm 1985 và Lò Văn Hải sinh năm 1993, cùng chú tại bản Hua Ná, xã Mường Lạn, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, là hai đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội về tội mua bán trái phép chất ma túy từ năm 2022. Hiện công an tỉnh Điện Biên đã di lý thành công hai đối tượng về công an tỉnh Điện Biên để tiếp tục điều tra làm rõ. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!